anh nói sẽ đưa em yêu suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn được em đi. Anh nói sẽ ôm em đi gió đông về, và giờ đây một mình em đứng trong mưa. Anh nhớ lần đầu tiên sống thấy nụ cười mà em trao cho người làm được yêu đương. Anh biết từ đây anh sẽ dối em, dù con tim thật lòng với người anh yêu. Ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em, xin em quên đi ước mơ yêu. Anh đã trao em, trao em trong cơn đau lòng. Hãy đưa mơ đêm, anh muốn đón em lâu thế yêu thương. Xin hãy quên anh một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đã đi, xin chẳng thấy đã là nỗi yêu thương. Anh nhớ lần đầu tiên sống với cuộc đời mà em sẽ cho người làm được yêu đương. Anh biết từ đây anh sẽ dối em, dù con tim thật lòng với người anh yêu. Yêu ơi, ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, xin em quên đi những lời yêu. Anh đã sao em trong cơn đau buồn. Hãy đưa mơ đêm, anh muốn ôm em lâu thế yêu quyền. Xin hãy quên anh một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đã đi, xin trong tôi đã là con yêu thương. Hãy đưa mơ đêm, anh muốn ôm em lòng thật yêu quyền. Xin hãy quên anh một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đã đi, chìm dập nơi đó tôi yêu rồi. Bây giờ anh chia sẻ lại giùm em là bắt đầu từ khi nào mình bắt đầu đi bán như thế này anh? Dạ vâng, thì các em thì cũng đi bán thì cách đây cũng cả được là 2 năm mấy rồi. Thì nói chung là cũng tất cả thì cũng vì cái cuộc sống và tương lai nó dài ở phía trước,
thì em cũng mong được cái bà con chúng ta giúp đỡ, thì em đi bán một chút tâm, những gói tâm tình thương hay là những chiếc bút nhân đạo, thì cũng mong là để em có một chút kinh phí để cùng vào bệnh viện để có thể là chữa được đôi mắt của em, hy vọng là nó sẽ nhìn được hạnh phúc hơn một chút nữa. Anh có thể chia sẻ được là cái con mắt mình như thế nào mà bây giờ là... Dạ vâng, ngày trước ấy thì là do em bị hậu sởi ấy, thì nên mà nó cũng có thể là chữa được, mà em đã khám tất cả ở bệnh viện Hà Nội hay là bệnh viện mắt Sanh Pôn của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà vì cuộc sống thì ngoài Bắc thì cha mẹ em thì chỉ có làm trông nhờ mấy rào ruộng nên mà nó cũng hơi là khó khăn. Thì cũng vào đây thì được ông em này, em này là chú em này là nó là em rể của em, thì nói chung là nó cũng đã chung tay giúp đỡ cho em trong cái hoàn cảnh này, thì em cũng rất là chân cảm ơn. Anh có thể chia sẻ được là cái duyên như thế nào mà anh em mình đi ba hát như thế này ạ? Đây là nó là em vợ, em tức là em rể của em. Nó lấy em gái của em, thì anh em thì nói chung là em nó cũng thương em và bằng cái tình thương mến thương thì nó cũng đã gọi là dìu dắt cho ông anh có thể là kiếm một chút tiền để mà trang trải cái công việc phẫu thuật mắt. Trước khi mình làm cái nghề này thì mình làm việc gì anh? Trước đây thì em cũng có đi làm massage, vì cũng thông báo thật là em đi làm massage thì ngày trước ấy thì em còn nhìn được lờ tờ mờ một chút, nhưng mà sau khi làm massage thì cảm thấy cái khí dầu khi mình làm cho khách nó bốc lên mắt thì mắt nó xuống tận quá, thì em có thể bỏ, thì chú em này có bảo với anh là thôi anh em mình làm những việc thiện, tức là mình đi ca hát, mình bán những cái gói tâm tình thương hay những chiếc bút nhân đạo này, hy vọng đem lại được ánh sáng cho em trong buổi năm nay. Mình đi bán như vậy thì một ngày mình có thể kiếm được cái này thì nói chung thì đó thì có ngày được 200 cũng có, ngày 150 cũng có, thì nói chung là đại loại là nói như là cơm mình có bữa trời có chiều ấy mà. Thì nói chung là nó cũng rất là khó khăn, thì ví dụ là cũng thế là bán được hôm nay, nhưng vài ba ngày sau nó mưa thì anh em đành phải là ở nhà thì nó thật là cái cuộc sống mà nó chi phí thì nó rất là khó khăn. Thì cũng bằng cái cuộc sống thì anh em cũng gọi là nếu như dân Bắc nói là ăn rẻ hạt tiện thì gọi là nó kiếm một chút kinh phí để gọi là các em cũng mong là chữa được ánh sáng lại cho em trong cái buổi ngày hôm nay mà. Anh bị mắc từ bao nhiêu tuổi anh? Dạ em bị lên 3 nha. Lên 3 tuổi rồi, như dạ. Vậy là thời gian của mắt này bị đã quá lâu rồi mà bác sĩ là để nói là anh có thể điều trị được hả? Dạ vâng, đúng chính xác như vậy anh ạ. Như vậy thì cái chi phí điều trị của mắt của anh thì khoảng bao nhiêu? Dạ, nói chung là của em tầm khoảng 60 triệu. Ồ, nếu mà 60 triệu thì nếu mà những mạnh thường quân có thể là khi mà coi cái clip này và coi những ca khúc anh hát rất là truyền cảm, thì muốn trợ giúp anh thì sẽ liên lạc với anh như thế nào? Nếu như là có một cách duy nhất là chỉ có liên lạc với em theo số máy là 0907 132 529. Anh có thể cho biết là mình từ Bắc vào Nam thì đã bao nhiêu năm rồi? Dạ vâng, em thì vào từ Bắc vào Nam thì nói chung là ngày trước em có làm massage bên ngay chỗ Cống Quỳnh như Quận Nhất ấy. Thì cũng được 4 năm rồi. Thì làm massage được 2 năm. Thì máy thấy mắt em xuống quá, em sợ không còn hy vọng chữa. Thì sau khi có chú em rể này của em thì có cái giúp đỡ cho em là mong đi bán này để gọi là kiếm ít tiền để gọi là chữa đôi mắt lại. Anh có thể cho biết là cái cuộc sống của mình á, thì hiện giờ gia đình anh đã có lập gia đình chưa? Vâng, cảm ơn anh. Dạ em cũng đã lập gia đình rồi. Nhưng bà xã của em thì cũng bị khiếm thị tương tự giống như em. Giờ bà xã làm gì anh? Bà xã của em thì bây giờ bà xã mới sinh em bé nên mà tạm thời đang ở dưới bên ngoài. Mình sống thì mình mướn thuê nhà thì sao anh? Bây giờ thì nói chung là 3-4 năm anh em ở trong kia thì có mướn một căn nhà nhỏ nhỏ gọi là lấy chỗ chui vào ra để gọi anh em tú tấp khi mưa nắng vậy ạ. Cái này thường thường thì nó cũng chỉ có là một cái phần nữa thôi, nhưng mà chính xác hơn thì em có một cái chất giọng rất khàn khàn mà nó cũng nói là lai lai giống Đàm Vĩnh Hưng một chút, thì nếu như em nói đây có anh Đàm Vĩnh Hưng anh có nghe thì mong anh đừng chê cười em vậy thôi. Anh có nghĩ là ví dụ như là bây giờ có một cái người nào đó nghe một cái bầu show nào đó có nghe giọng hát của anh thì họ thích thì họ có thể mời anh lên sân khấu hát, thì anh nghĩ như thế nào? Cái đó thì rất vinh dự cho em, nhưng mà để mà nói thật sự là người ta thường nói là ánh mắt là tâm hồn cửa sổ của mỗi con người. Thì nếu như trường hợp của em thì nói hơi vui một chút là cái cửa sổ mà này mà căn nhà này xoay không để cửa sổ thì nó hơi khó khăn một chút cho em. Nhưng mà anh có mong muốn không? Cái này thì em rất là mong muốn. Dạ nếu mà có một điều ước thì anh sẽ mong ước được gì? Nếu mà được một điều ước thì em chỉ ước điều ước giản đơn, đó là mong được em sẽ mong được nhìn thấy mặt trời đầu tiên trước cái đã.
Rồi, cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn. Anh mong rằng cuộc sống của anh sẽ được sắp tới sẽ được nhiều hạnh phúc và dạ may mắn cảm ơn. Đến với anh. Cũng xin cảm ơn, chúc anh và gia đình, gia đình cho an toàn, sức khỏe dồi dào và hạnh phúc trong tình yêu của đời nữa. Và xin cảm ơn. Dạ vâng. Anh nói sẽ đưa em yêu suốt cuộc đời, mà sao không có đường đoạn được em đi. Anh nói sẽ ôm em đi gió đông về, và giờ đây một mình em đứng trong mưa. Lần đầu tiên sống thấy nụ cười mà em sao cho người làm được yêu đương. Anh biết từ đây anh sẽ dối em.